lên gấp sau ẹt 150 cho ẹt chitter 135 tại tiệm sửa xe khách. Lắp ráp xong vậy nè, thời gian lắp thì khoảng 2 tiếng là xong. Bát nè, rồi bát bát là 640 nè. Quá đẹp anh em ha. Anh em nào muốn lên gấp ẹt 150 cho ẹt 135 mới qua tiệm xe khách nè, tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2 phường 2 quận 10. Anh có lắp có bán cho anh em luôn. Anh em ở xa muốn mua hàng gì thì liên hệ Khánh, số điện thoại Khánh 038 9910 535. Rồi, chào tất cả anh em ha.